Vâng thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì ban biên tập nhận được phản ánh của khán giả Quang Minh sinh sống tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã phản ánh tuyến khu phố tại 136 Hồ Tùng Mậu. À, những ngày này thì đào quất được người dân chuyển đến bày bán chiếm hết lối đi, thậm chí người dân còn dựng xe cộ đứng tràn cả ra đường gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Cụ thể theo phản ánh của khán giả tại tuyến đường ở địa chỉ 136 Hồ Tùng Mậu, đối diện Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, trên vỉa hè tuyến phố những ngày này người dân bán cây cảnh chặn hết cả lối đi trên con phố khiến cho mất mỹ quan đô thị, thậm chí là những chiếc xe máy chở đào dựng giữa lòng đường nơi đi lại của người tham gia giao thông khiến cho tiềm ẩn những rủi ro va chạm. Theo khán giả, mặc dù việc buôn bán đào quất phục vụ người dân dịp chơi Tết cần có địa điểm hợp lý để an toàn, cơ quan chức năng cần xử lý dẹp bỏ những điểm bày bán cây cảnh gây mất an toàn trên vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa đảm bảo mỹ quan đô thị